chào người nhá khi mà nhà chúng ta sử dụng các cái điều hòa không khí ấy, mà nó hỏng các cái điều khiển Đấy. khi mà chúng ta để pin uh, ở trong cái uh, điều khiển mà lâu ngày quá thì pin uh, nó chảy nước nó có thể dẫn đến hỏng cái điều khiển điều khiển zin của nó thì uh, nhiều thợ thì sẽ bán cho các bạn những cái bộ điều khiển đa năng như này Đấy, vì một cái điều khiển đa năng này nó rất là rẻ tất nhiên là nó có nhiều cái tính năng nó không thể như được cái điều khiển gốc của nó cái điều khiển xịn nhưng mà vẫn có thể sử dụng các cái tính năng cơ bản như là chọn chế độ đúng không rồi đảo gió tốc độ quạt cài đặt thời gian đó thì những cái bộ điều khiển như này thì được rất nhiều thợ sử dụng để mà đưa chúng ta khi mà cái điều khiển nhà chúng ta nó học thế thì khi mà nó hết pin hoặc là nó các bạn tháo pin ra lâu ấy mà các bạn ấn thì nó sẽ bị mất cái mã ở trên cái điều khiển như này thì đây là một cái bộ điều khiển theo cái mã ở trên này nó ghi là k 100 es của anh tàu khựa có thể điều khiển được rất là nhiều những cái điều hòa đây kể cả Daikin, Carrier hay là điều hòa Elect, rồi Toshiba, Đây, rất nhiều những cái hãng nổi tiếng thì đều được điều khiển, có thể được điều khiển bằng cái remote này. Đấy, khi nó mất chương trình như vậy, các bạn không thể điều khiển được đúng không? Thì Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ cài lại để cho nó nhận cái điều khiển này. Nếu chúng ta bấm điều khiển, nó không nhận. đầu tiên nhé để sử dụng được đúng không? chúng ta phải lắp pin vào nó sử dụng hai cái pin tiểu này này đấy, lắp pin vào rồi thì khi các bạn lắp pin vào các bạn bấm thoải mái nhé nó không nhận đâu này, này. đấy các bạn thấy không? điều khiển điều hòa nó không nhận đâu đấy các bạn nhấn không được nhá đấy đúng không nào thì đầu tiên nhé khi mà cầm cái điều khiển này mà lắp pin xong nó sẽ lên một cái màn hình toàn gạch ô như này thôi thì các bạn bấm on lên đúng không nào? cứ bấm on lên để cho nó lên cái nhiệt độ các thứ đó nhá rồi sau đó các bạn nhấn giữ cái phím xét này này khoảng 5 giây đấy các bạn thấy không sau 5 giây nhá 5 đến 10 giây thì các bạn sẽ thấy là cái số ở trên này này cái số ở trên này nhá nó sẽ nhảy tự động nó sẽ tăng dần và trong lúc nó tăng như này này thì các bạn sẽ hướng cái này về phía cái điều hòa của chúng ta đấy các bạn cứ để cho nó nhảy nhá thì nó sẽ nhảy bao giờ mà cái điều hòa của chúng ta nó có tiếng tít ở trên kìa ở trên cái điều hòa ấy. các bạn hướng nó về cái phía điều hòa nhá thì ở đây mình cái điều hòa nằm phía bên này thì mình sẽ để cho nó nhảy như này đấy các bạn nhớ là trong quá trình chạy nhé chúng ta phải hướng cái mắt nhận này này về phía của cái điều hòa đấy các bạn có thể nghe đây nhá nó tít tít rồi đấy và nó chạy rồi nhá thì chúng ta nhớ đấy, cái khung này chúng ta ấn ok một cái các bạn nhấn ok này được chưa thì cái số trên này nó vẫn nháy này thì các bạn tiếp tục ấn xuống như mình đấy nó là 284 này nó tít các bạn nghe thấy nó tít không được chưa đấy thì các bạn thấy là ở 284 nó tít thì chúng ta ấn ok nhé ba cái số này là hết nháy này cái số trên là hết nháy thì có nghĩa là nó đã nhận cái điều khiển ở cái 284 này đấy bây giờ các bạn tắt đi thử nhé nó không được đúng không? Nghĩa là nó ở 285 thì vậy thì lúc này chúng ta lại nhấn set Đấy các bạn nhấn set này Đấy Và nhấn trong cái thời gian ngắn hơn Tức là khoảng độ 3 giây thôi Chúng ta lại nhấn lên 285 nhé 285 này Các bạn nhìn nó nháy 285 Bây giờ chúng ta ok này Bây giờ mình sẽ tắt thử nhá Đảm bảo nó sẽ được này Đấy các bạn thấy không Tít một cái và mất luôn độ ồn của quạt Bây giờ chúng ta bật lại nhé Đấy Nó lại bắt đầu chạy rồi đấy Chúng ta chọn chế độ các thứ bình thường này Đấy Thì Với cái điều khiển đa năng này thì Rất nhiều các cái dòng điều hòa Chúng ta có thể điều khiển được Đúng không nào Thì như vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn ấy Là chúng ta Xét cái điều hòa này Để sử dụng ở điều hòa chúng ta khi mà nó mất tham số và khi mà xét xong rồi ấy, các bạn xét xong rồi nhá mà nó chạy ở cái điều hòa nhà mình rồi thì các bạn có thể nhá lấy cái bút này này các bạn ghi lên đây ghi ở đằng sau rồi này ví dụ các bạn ghi 285 đúng không 285 thế để lần sau ấy khi mà các bạn thay pin mà nó mất tham số thì lúc này các cái bước đơn giản là các bạn chỉ cần ấn xét nhẹ thôi này các bạn nhấn xét như này Khi nó nháy cái số ở dưới này thì chúng ta dùng cái mũi tên này này chúng ta ấn cho nó lên tới 285 hoặc mũi mũi tên dưới này chúng ta điều chỉnh về 285 rồi chúng ta ok thì như vậy ấy, thì nó lại hoạt động bình thường đúng không nào chúng ta không cần phải dò nữa đấy thì đấy là một cái cách mà chúng ta lên sử dụng ở cái điều khiển đa năng như này bởi vì nhà chúng ta sử dụng thì nó chỉ một cái điều hòa thôi đúng không sử dụng một cái điều khiển thôi thì các bạn ghi cốt nó vào ở chỗ cốt này đó thì khi mà dò lại các bạn không cần phải mất thời gian nữa mà các bạn chỉ cần nhập thẳng cái số này vào là nó sẽ nhận đấy thì đơn giản vậy thôi khi mà dò cái điều khiển đa năng cho một cái điều hòa nó rất đơn giản như vậy thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video